Tiểu đêm nhiều lần có nguy hiểm không? Nguyên nhân do đâu? Đi tiểu bao nhiêu lần là nhiều? Đi tiểu nhiều lần là hiện tượng đi tiểu hơn 8 lần trong một ngày và hơn 2 lần trong một đêm. Tiểu đêm nhiều có nguy hiểm không? Tiểu đêm nhiều lần không những gây khó chịu, mệt mỏi, mất ngủ, ảnh hưởng đến khả năng sinh lý mà còn gây suy giảm chức năng của bàng quang. Đặc biệt tình trạng này xảy ra ở nam giới, nhất là ở độ tuổi trung niên, sẽ dẫn đến gia tăng tỷ lệ đột quỵ do phải thức dậy vào ban đêm nhiều lần. Do vậy, việc phát hiện sớm và điều trị chứng tiểu đêm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tiểu đêm nhiều lần gây mất ngủ, tiểu xong khó ngủ lại, thiếu ngủ, ngủ không sâu giấc, khiến cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, thần kinh suy nhược, suy giảm trí nhớ và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tiểu đêm nhiều lần dẫn đến việc thay đổi tư thế nhiều lần, nhiệt độ thay đổi đột ngột, lúc nóng, lúc lạnh, không tốt cho những người bị cao huyết áp. Nguy cơ lớn có thể xảy ra đó là tai biến mạch máu não và nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu đêm nhiều lần vào mùa đông có thể biến chứng thành một số căn bệnh nguy hiểm khác như rối loạn hoạt động nội sinh, rối loạn tinh thần, bệnh tiểu đường. Tiểu đêm không phải là bệnh lý cấp tính, nhưng việc tiểu đêm quá nhiều, quá thường xuyên lại là một biểu hiện của một số bệnh lý nguy hiểm. Nguyên nhân gây ra tiểu đêm nhiều lần. Thứ nhất là do thói quen sinh hoạt, uống quá nhiều nước, ăn cơm chan canh sẽ gây thừa nước dẫn đến tiểu đêm nhiều lần. Sử dụng nhiều chất kích thích như rượu, bia, uống trà, cà phê vào buổi tối sẽ gây kích thích cơ bàng quang dẫn đến đi tiểu đêm nhiều lần. Nguyên nhân thứ hai là do sử dụng thuốc nội tiểu. Có thể bạn đang sử dụng một số loại thuốc nội tiểu hoặc thuốc có chứa thành phần nội tiểu dẫn đến tình trạng tiểu đêm nhiều lần. Ba là do yếu tố tâm lý. Khi cuộc sống và công việc quá áp lực khiến nam giới cảm thấy stress, căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, cũng có thể gây kích thích bàng quang, gây ra chứng tiểu đêm nhiều lần ở phái mạnh. Thứ tư là viêm đường tiết niệu. Khi viêm đường tiết niệu, người bệnh thường có những triệu chứng rất khó chịu như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nhiều lần nhưng mỗi lần chỉ được một ít nước, nước tiểu đục, đi tiểu ra máu, đau vùng bụng dưới do viêm đường dẫn niệu, đau thắt lưng hoặc đau bên mạn sườn trong trường hợp nhiễm trùng thận. Thứ năm là người bị đái tháo đường hay bệnh tiểu đường. Người bị tiểu đường với 4 triệu chứng như ăn nhiều, khát nhiều, uống nhiều và đi tiểu nhiều dẫn đến tiểu đêm nhiều lần. Thứ sáu là do bệnh sỏi thận. Sỏi thận gây ra tình trạng đi tiểu đau, tiểu nhiều về đêm, tiểu ra máu, sốt cao. Thứ bảy là do tuổi tác. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng nam giới ở độ tuổi càng cao thì chức năng thận và các cơ quan khác suy giảm, bao gồm cả bàng quang, làm giảm khả năng chứa đựng nước tiểu, gây ra tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm. Theo thống kê cho thấy, khoảng 50% nam giới mắc tiểu đêm nhiều lần ở độ tuổi trên 50. Thứ tám là do suy thận mãn tính. Các triệu chứng của suy thận mãn tính là tiểu nhiều về đêm, phù, da xanh, chán ăn, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Thứ chín là do rối loạn phản xạ thần kinh điều khiển bàng quang dẫn đến tình trạng tiểu đêm nhiều lần. Thứ 10 là do tổn thương dây thần kinh. Nam giới bị mắc các bệnh như tai biến mạch máu não, chấn thương tủy sống, gây tổn thương dây thần kinh điều khiển bàng quang cũng sẽ dẫn đến tình trạng tiểu nhiều cả ngày lẫn đêm. Và cuối cùng là nam giới bị phì đại tiền liệt tuyến gây ra tình trạng bí tiểu, tiểu buốt, tiểu khó, đứng mãi mới đi tiểu được một tí, tình trạng tiểu không hết, tiểu nắc nhắc, vừa đi xong lại muốn đi tiếp, tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm, thậm chí có bác đi 8 đến 10 lần một đêm, gây mất ngủ, suy nhược cơ thể, cảm giác đau tức vùng dưới rốn, đi tiểu xong thì hết, giảm ham muốn sinh lý và khả năng tình dục, ngại đi chơi xa, đi du lịch vì tiểu nhiều lần, tiểu nắc nhắc. Tại sao phì đại tiền liệt tuyến lại gây ra tình trạng bí tiểu, tiểu nhiều lần về đêm? Khi tiền liệt tuyến to, gây chèn ép đường niệu đạo, gây tiểu khó, tia nước tiểu yếu. Nếu kích thước quá to, gây bí tiểu, bác sĩ phải tiến hành thông tiểu hoặc phải tiến hành phẫu thuật. Tuyến tiền liệt bị phì đại sẽ chèn ép lên bàng quang, làm giảm thể tích bàng quang, làm giảm lượng nước tiểu chứa đựng trong bàng quang, gây kích thích, phản xạ, bắt đi tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm. Nếu các bạn bị phì đại tiền liệt tuyến, đã thử nhiều cách khác nhau nhưng chưa hiệu quả, hãy đăng ký dùng thử sản phẩm Tiền Liệt Tốt Bảo Kỳ Nam, hiệu quả mới phải trả tiền.
Chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng được bạn bè đã sử dụng sản phẩm Tiền Để Tốt Bảo Kỳ Nam giới thiệu. Nếu các bác muốn nhanh chóng thoát khỏi khổ sở do phì đại tiền lẻ tuyến gây ra, hãy đăng ký ngay hôm nay bằng cách gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại 0918369119. Tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi khổ sở do phì đại tiền lẻ tuyến gây ra một cách hiệu quả và tối ưu nhất. Chữa phì đại tiền lẻ tuyến. Tại sao nhiều người tin dùng sản phẩm Tiền Để Tốt Bảo Kỳ Nam? Bởi những lý do sau. Thứ nhất, sản phẩm Tiền Để Tốt Bảo Kỳ Nam giúp bạn đi tiểu dễ dàng, thông thoáng, không còn tình trạng bí tiểu, tiểu khó, tiểu ngắt quãng. Thứ hai là giúp bạn đi tiểu hết, không còn tình trạng đứng mãi mới đi tiểu được một tí, vừa đi xong lại muốn đi tiếp. Thứ ba, giảm số lần tiểu đêm, giúp các bạn đêm ngủ ngon giấc, sáng dậy khỏe mạnh, tỉnh táo. Thứ tư, Tiền Để Tốt Bảo Kỳ Nam giúp ức chế sự phát triển và giảm kích thước u phì đại tiền lẻ tuyến, tránh phải phẫu thuật. Thứ năm, sản phẩm Tiền Để Tốt Bảo Kỳ Nam 100% từ thảo dược, được Viện Dược liệu Trung ương chuyển giao công thức và công nghệ bào chế nên đảm bảo hàm lượng hoạt chất cao, phát huy tác dụng của bài thuốc. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng thuốc nam kỳ diệu. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.